Yeah.
Ở trong các cái từ này các bạn có thấy từ nào mà đang khó phát âm với các bạn không? Từ này sẽ là gì ạ? Yêu. Yêu. Đúng rồi. Đó, nó sẽ yêu. Đó. Vâng. Ngân có trong cái từ này thì bạn thấy từ nào là hơi khó với mình không? Đó thì mình sẽ làm lại, nhưng mà đó thì các bạn sẽ chú ý hơn là phần đấy. Yêu. À, yêu. Yêu. Đó là yêu. 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 Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bảng này nhá. Thì mình sẽ chỉ xong rồi thì các bạn sẽ gặp nhá. Đây là gì ạ? Bia. 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 Biao. Biao. Bian. Bian. Đó.
Bình. 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 Vâng, tiếp theo ạ. Bình. Bình. Tốt ạ. Bình. Bình. Tốt, rất tốt. Tiếp ạ. Chì. Và đây là. Nhiều. Tốt ạ. Chìa. Rất tốt. Chìa. Tốt ạ. Chìu. Tốt ạ. Chù. Nào đọc to lên hơn nào. Chù. Tốt ạ. Chù. Và chù. Tốt ạ. Các bạn đã hình dung ra hơn chưa? Đúng không ạ? Khi chúng ta mà luyện tập nhiều hơn này, chúng ta nói to hơn đó, thì chúng ta sẽ làm hay hơn. Chúng ta sẽ đi vào phần vận mẫu kép tiếp theo nhé. Đó chính là vận mẫu kép bắt đầu từ U. Và mình cũng sẽ đọc mẫu, xong sau đó thì các bạn sẽ đọc với mình nhé. Ua. 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 Ui. Ui. Uan. Uan. Ui. Ui. Uan. 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 Bây giờ cả lớp cùng đọc nha. Ua. 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 Ok, rất tốt ạ. Và khi các vận mẫu bắt đầu từ U đứng một mình thì cũng được viết từ U chuyển thành W. Và cách đọc sẽ là Ua. 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 Quay. 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 Quan. 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 Quay. 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 Quan. 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 Rất là tốt. Và khi U quay quân đứng cạnh thay mẫu thì sẽ viết thành UI và UN. Chúng ta sẽ bỏ E ở giữa. Đó. Từ U, UEI đúng không ạ? Chúng ta sẽ bỏ E ở giữa. UN. À, UEI, UN và thành UI và UN. Ví dụ như khi CHU, CHU với quay thành. Đúng rồi ạ. Tốt đấy ạ. Nào, các bạn đọc câu nào. Trời. 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 Tốt ạ. Và khi lừa kết hợp với quân thái. Luôn. Tốt ạ. Luôn. 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 Và các bạn đọc giúp mình nhé. Đây là từ gì? Trời. Tốt ạ. Trời. 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 Từ này mình sẽ xoay, 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 xoay. Đây là gì ạ? Xoay. Tốt ạ. Tiếp ạ. Xoay. Cưa, quay, thành. Quay. Tốt ạ. Nào đọc lại nào. Quay. Tốt. Quay. Tiếp theo. Quay. Quay. Tốt, đúng rồi, ngọc ngọc có phát âm đúng. Tiếp theo ạ. Quân. Nào, đọc lại nào. Quân. 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 Tiếp theo là từ gì? Quân. Tốt rồi đấy ạ. Nào đọc câu nào. Trời. 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 Và xuân. Đúng rồi ạ. Xuân. 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 Xuân.
Và đây chính là bảng thanh mẫu kết hợp với vần mẫu bắt đầu, vần mẫu kép bắt đầu từ U. Đó, mình sẽ cho các bạn khoảng 1 phút để chúng ta có thể nhìn cái bảng này kỹ hơn, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đọc nhá. Ở trong này cũng có đấy, thì nếu mà để dễ quan sát hơn. Ô chị ơi, ở trong này không có bảng này đâu. Mình cắt mất cái bảng đi thôi em ạ. Đây các bạn sẽ nhìn trên bảng nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng tưởng lại một chút những cái thanh mẫu ở bảng kép chúng ta vừa học. Sau đó chúng ta sẽ cùng luyện tập với nhau bảng này. Các bạn xem rằng là các cái âm này sẽ ghép với nhau thì sẽ đọc như thế nào này. Sau đó thì chúng ta sẽ mình sẽ chỉ từ nào các bạn sẽ đọc như bảng thanh mẫu vừa rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ chỉ nhá, xong rồi các bạn sẽ đọc nhá. Đây là từ gì ạ? Chua. 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 Âm oa nhá, oa. Oa mà, u a. Chua. 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 Tiếp theo. Chua. Chua. Chính xác, đúng rồi ạ. Nào, âm gì ạ? Chua. Chua. Đúng rồi, các bạn ạ. Chua. 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 Tốt. Rồi. Tốt. Khoa. Rất tốt ạ. Khoa. Và. Khoa. Vâng, tốt. Đây là. Chua. U ô. Chua. Đúng rồi ạ. Chua. 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 Đây là chua, chua. Đúng rồi, bật hơi hơn nào, bật hơi nào. Chua. Đúng rồi, chua. Chua. À, sorry, sorry, sorry. Hơi hơi lộn, lộn, đây là chua. 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 Đây là chua. Đúng rồi, tốt ạ. Đọc lại nào. Chua. 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 Đây là rùa. Tốt ạ. Đây là cua. Tốt. Đây là rùa. Và rùa. Tốt ạ. Đây là trời. Đúng rồi ạ. Đâu dạy nào. Trời. 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 Đây là trời. Tốt. Nào đọc lại nào. Trời. Đây là quài. Đây là quài. Tốt. Và quài. Tốt. Đây là chua. Chưa với quay. Ai. Tốt. Đây là trời. Tốt. Đây là trời. Tiếp ạ. Rồi. Tốt. Quài. Rất tốt. Quài. Quài. Tốt. Quài. Quài. Rất tốt ạ. Đây là tốt. Nào lại nào. Có không nào. Chuan. 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 Và chuan. Chuan. Tốt. Chuan. Chuan. Run. Run. Quan. Quan. Tốt. Quan. Và quan. Tốt. Đây là chữ. Chữ. Chứ với quân thành. Chuẩn. Tốt ạ. Nào. Chuẩn. 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 Đây là chuẩn. Chuẩn. Đúng rồi, bật hơi hơn nào. Chuẩn. 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 Tiếp theo ạ. Chuẩn. Đây là chờ chờ, chúng ta chờ lại nào. Đọc một chút nữa. Đây là
Xuân. Xuân. Đúng rồi, tốt ạ. Đây là Xuân. 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 Đây là Xuân. Tốt ạ. Xuân. Tốt. Xuân. Và Xuân. Rất tốt. Đây là Xuân. 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 Chư hoa. Xuân. Tốt. Đây là Xuân. Chúng ta đọc hơi hơn nhỉ? Xuân. Xuân. Đây là Xuân. Tốt. Xuân. Xuân. Tốt ạ. Xuân. Rất tốt. Đó, các bạn thấy là sau khi mà chúng ta đã luyện tập nhiều hơn và chúng ta đã mường tượng ra cái cách mà ghép thành mẫu và vật mẫu với nhau chưa ạ? Và vận mẫu cuối cùng đó chính là vận mẫu ghép bắt đầu bằng y. Y đó thì mình cũng sẽ đọc mẫu hai lần xong sau đó thì các bạn đọc cùng mình nhá. Yue yue yuan yuan yin yin. Nào bây giờ cả các bạn cùng đọc nào. Yue 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 yuan 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 yin 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 yin. Tốt ạ. Và khi các vận mẫu bắt đầu bằng y đứng một mình thì